Trời ơi, tôi không ngờ anh Tâm, con người của anh như vậy sao? Anh... con người của anh như vậy sao? Anh thế nào? Đi đi, anh ra khỏi nhà tôi ngay. Đi đi, đi mau đi. Kiều, em bình tĩnh đi. Anh không hề làm gì cả, anh mới bước vào đây thôi hả? Anh đã hại tôi, anh đã hại tôi. Không, tôi biết mà. Không phải tôi, tôi không làm gì em hết. Kiều ơi em hãy tỉnh trí đi, em anh phải nào người tâm thu gây cho em cánh đau lòng. Sự việc đã rõ ràng, anh còn chối cãi hay sao? Trời ơi tôi biết nói gì đây, khi đời người con gái chân trong đã bị anh cướp đoạt đi rồi. Sao cảnh trạng này lại đến với tôi, nỗi quan tình biết tỏ cùng ai? Tâm ơi, nếu đã thương nhau tại sao anh không nhờ mối mai trầu cao cưới hỏi, để chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, để anh với em nên vợ nên chồng. Hai họ chung vui trong ngày lễ tứ hồng, một miếng trầu cay một ly rượu lạc cũng làm ấm lòng người con gái vô quy. Cứ sao anh lại tạo ra chi một chuyện đã rồi, để cho em phải lỡ cười lỡ khóc. Em đã quen ngủ đời người con gái, giờ anh tính sao đây cho tròn nhân tính. Sao là tính cái gì? Tôi đã nói với Kiều rồi, tôi không biết cái gì cả. Tôi đến đây thì thấy trong nhà trống vắng, nhưng cửa phòng của Kiều thì mở, nên tôi... Nên anh đã thừa lúc tôi mê man vì tôi an thần, anh đã làm nhục tôi, phải vậy không? Không. Phải không? Không phải như vậy mà, tôi không có mà. Anh Tâm, Tâm ơi sao anh quyết lòng từ chối, để cho em nghe buồn bã vô cùng. Nếu không là anh thì ai, ai đã gây ra cảnh tình này? Tôi đâu có biết. Không phải vừa rồi chính anh đã nói, anh đã thốt lời tha thiết yêu em? Đâu có. Trong mơ màng những em nghe rõ từng tiếng nói của anh, ôi giọng nói ngọt ngào như sông hương ướp mật. Vậy mà sao bây giờ anh không nhận nhục nhã này, ai gánh chịu cho em? Trời ơi, sao lại có chuyện này được chứ? Anh đừng hòng tìm cách chạy tội, tôi không để yên cho anh đâu. Anh ra đây, anh ra đây. Kiều, em buông anh ra, anh không có tội gì hết mà. Buông anh ra. Kiều, chuyện gì vậy hả? Ba ơi, anh Tâm, anh đã hại đời con rồi ba ơi. Tâm, tôi... con làm gì con gái tôi, nói mau. Dạ thưa bác. Dạ. Tâm. Cháu. Tâm. Dạ. Chúng tôi tin tưởng cậu cho nên mới để cho cậu tự do lui tới ở trong nhà này, không ngờ cậu lại lồng lãng giả thú như vậy à. Dạ thưa bác, xin bác hãy nghe cháu giải thích. Dạ, chuyện là... Anh Tâm ơi, anh Tâm. Kìa, Tuyền, em đi đâu đây? Anh Tâm ơi, anh hãy đi về ngay, kẻo không còn kịp đâu. Tuyền, em nói gì vậy? Anh Tâm, mẹ của anh đang nằm nhà thương. Hả? Anh vừa ra khỏi nhà chừng 5-10 phút thì bác gái ôm ngực kêu đau, sau đó hơi thở kém đi. Chính em đưa bác đến nhà thương điều trị,
anh phải đi tìm để gặp mẹ anh. Khoan, cậu chưa đi được, hãy trả lời cho tôi được biết về việc cậu đã nhẫn tâm làm. Ba ơi, anh tâm đang rối rắm chuyện gia đình, xin ba hãy nghĩ chút tình, đừng khó khăn gì mà tội nghiệp cho anh. Nhưng dù sao ba cũng cần nghe tâm nó có bài. Hoàn toàn cháu không biết gì, bây giờ cháu cần phải đi ngay. Khoan, cậu không được quyền đi như vậy, cậu phải ở lại đây. Bác ơi, con lại bác, bệnh của mẹ cháu mà cháu không đem thuốc an thần đến kịp, chắc là mẹ cháu sẽ nguy đến tánh mạng rồi. Nhưng rồi chuyện con gái của tôi nè, chuyện con gái của tôi cậu giải quyết ra sao hả? Cho cậu đi về, chứng cứ ở đâu để mà cậu nhận tội chứ? Anh Tâm, chuyện gì xảy đến cho anh vậy anh Tâm? Tuyền ơi, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng thật tình tôi vô tội. Anh Tâm, ai đã làm một điều ô nhục, quan gia đâu tôi chịu, xót xa thay cho cảnh tình này. Sự thật ra sao hả? Tâm nó đã làm điều gì tác tệ? Ba hãy để cho anh Tâm được ra về. Thưa bác, dầu chưa biết anh Tâm đã làm nên chuyện gì khiến cho bác ra chiều giận dữ, nhưng bác ơi, mẹ của anh Tâm đang trong tình trạng nhất sanh thập tử, mong bác hãy xót thương mà cho anh ấy được đi gặp mẹ trong giây phút sau cùng. Tuy cháu và anh Tâm không ruột thịt họ hàng, nhưng hai gia đình cùng ở chung một xóm, cùng cảnh cơ hàng nên rất mến thương nhau. Một lon gạo một bó rau, chúng tôi từng xót chia trong những ngày lấn đần. Cháu hiểu anh Tâm là người luôn tự trọng, bác hãy sẽ suy mà cho anh ấy ra về. Một lần nữa cháu nói với bác là cháu không có lỗi gì cả. Tuyền, mẹ đang ở bệnh viện nào? Em đưa anh đi đến đó nhanh lên. Đi. Anh Tâm, anh Tâm. Kiều, Kiều, bác ơi, con gái của ba. Ba. Con. Mẹ ơi, mẹ chết thật rồi sao mẹ? Mẹ bỏ con mà đi một mình như vậy sao mẹ? Anh mẹ Tâm. Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh Tâm, anh đừng buồn nữa anh Tâm. Anh hãy để cho hồn bác được bình thản ra đi. Bác chết như vậy là đã được an phận rồi. Không, Tuyền ơi, mẹ anh chưa chết, vì mắt mẹ anh cũng chưa khép lại. Phải chăng mẹ anh đang chờ trong mắt đăm đăm nhìn như là mong con mau kề bên? Mẹ ơi, tội tình con mang để mẹ luôn chờ.
về sau con xin không rời mẹ phút giây. Sao giờ mẹ không nói đi rằng đã tha thứ cho người con? Thôi đừng anh ơi nói chi lời ước mơ để cho thêm buồn, nay xa rồi đâu còn mà mong. Thôi vĩnh biệt mẹ không còn bên anh. Thì ra mẹ anh đã chết, vậy mà anh cứ để hồn mình chơi chơi lạc lòng. Vẫn tưởng rằng người mẹ thân yêu còn sống như những tháng năm qua, mẹ con hôm sớm bên nhau chia sẻ vui buồn. Thật sự giờ đây mẹ vĩnh đốt đốt khắp trần gian tìm kiếm cũng không thể nào có mẹ. Mẹ ơi, một người mẹ suốt đời khổ cực vì con, suốt tháng quanh năm làm thân cò lăn lồi, nặng gánh trên vai mẹ nuôi con ăn học ơn nghĩa dưỡng sanh con trả mấy cho vừa. Bệnh tim của bác thật là quái ác, không ngờ trong giây phút lại phải lìa đời. Nhưng em nghĩ làm người không ai tránh được một lần xuôi tay nhắm mắt. Em khuyên anh chớ khổ đau nhiều mà có hại với sức khỏe đó. Tuyền ơi, hãy để cho anh được cùng mẹ anh tâm sự, dẫu biết rằng âm dương đã cách biệt nhau rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói với mẹ thật nhiều. Quên sao được mẹ ơi, có lần mẹ nhìn con mỉm cười khẽ nói: ráng học đi con để sau này đỡ cực khổ tâm thân. Con bảo rằng mẹ hãy an tâm, mai một đi mẹ không được còn dáng lao vất vả. Nhưng bây giờ mẹ đâu còn nữa để cho con phụng dưỡng tôn thờ. Anh Tâm, vừa rồi em khuyên anh đừng đau khổ, nhưng đứng trước cảnh này chính em cũng không cầm được nước mắt. Dẫu biết rằng định luật vô thường không ai tránh khỏi, sanh lão bệnh tử có tha thứ cho ai đâu, nhưng làm sao không buồn khổ được Tuyền ơi. Từ đây mẹ con anh đã cách biệt nhau rồi. Anh Tâm, anh Tâm ơi, nước có nguồn cây có cội, sanh làm người phải có mẹ có cha, nghĩa mẹ sâu dài cõng cha như núi, làm con luôn nhớ câu hiếu đạo di tiên. Ai đành lòng quên vội bước đi sẽ không xứng đáng đứng trong trời đất. Anh khóc mẹ trong giờ ly biệt, xin chia sẻ cùng anh trong phút giây này. Anh Tâm, anh vuốt mắt mẹ đã đi, chắc người đã vui lòng quá già. Rằng anh là đứa con hiếu đạo, nơi chốn cứu tuyền hồn bác sẽ phiêu diêu. Anh Tâm, mẹ em muốn nói chuyện với anh. Cháu xin chào bác, mời bác và Hạnh ngồi. Chào bác, chào Hạnh.
Anh Tâm, em về. Cậu Tâm, nghe tin mẹ cậu qua đời, chúng tôi đến đây phân ưu, tuy có hơi muộn màng. Cháu thành thật cảm ơn bác và Hạnh. Cậu Tâm à, tôi biết lúc này cậu đang bối rối lắm. Tôi tạm gác chuyện của cậu đối với con Kiều, nhưng tuần sau tôi yêu cầu cậu đến nhà tôi để giải quyết chuyện này. Cậu nhớ nha. Thưa bác, dầu tuần sau hay bây giờ, cháu cũng khẳng định với bác là cháu không làm hại em Kiều. Cậu tưởng chỉ với một lời khẳng định như vậy là chúng tôi có thể tin cậu hay sao? Nếu như cậu cố tình trở xuôi làm ngược thì cậu đừng trách tôi sao không nghĩ chút tình nhau. Cháu biết nói gì đây khi lời cháu rất là chân thật. Trước vọng linh của người mẹ thân yêu, cháu thề chẳng dối gian. Lời thề của cậu không thuyết phục được chúng tôi đâu. Hạnh, xin Hạnh hãy giúp một lời cho tôi được an tâm. Hạnh không thể thuyết phục được ai khi trắng đen chưa minh bạch. Như vậy cũng có nghĩa là Hạnh không tin tôi. Đôi khi lời nói của mình chính miệng mình thốt ra cũng chưa đảm bảo được rằng không sai lệch đâu anh. Tại sao cậu đòi hỏi lời cậu người khác phải tin, trong khi cậu đã có hành động chứng tỏ cậu là người phạm tội? Cậu Tâm, tôi thông cảm hoàn cảnh của cậu nên không nói nhiều đó thôi. Nhưng nếu cậu cứ khăng khăng tin đường lật lòng thì tôi không dĩ tình đâu. Tôi nói để cậu còn lo liệu. Hạnh, đưa mẹ về ngay. Khoan, khoan đã bác ơi. Đừng giữ chúng tôi lại nữa. Cậu Tâm à, từ ngày cậu đến nhà chúng tôi cho đến bây giờ, chúng tôi luôn quý mến và kính nể cậu. Nhưng cậu đã làm chúng tôi thất vọng. Tôi mong rằng một tuần lễ nữa cậu sẽ tránh cho chúng tôi khỏi chờ đợi. Vâng, bác sẽ không thất vọng về cháu đâu. Cháu sẽ chứng minh với hai bác cháu là người vô tội. Tôi chờ cậu. Hạnh, về con. Mẹ, xin mẹ ra trước chờ con. Con cần nói chuyện với anh Tâm. Được, mẹ chờ con. Anh Tâm, anh có thắc mắc gì sao Kiều phát giác anh ở trong phòng nó mà nó lại không lên cơn đau tim không? Đúng, điểm này rất lạ. Tôi nhớ Kiều lúc đó xúc động kinh khủng, nhưng không hiểu sao. Chẳng có gì khó hiểu hết, vì Kiều nó rất yêu anh. Anh Tâm, Hạnh mong anh đừng làm nó đau khổ thất vọng. Nhưng Hạnh à, tôi thật sự không hại em Kiều. Anh không cần phải phân trần với Hạnh nữa. Những gì Hạnh vừa nói, anh hãy suy nghĩ lại đi. Chuyện xảy ra dù chưa biết hư thực ra sao, nhưng Hạnh tha thiết mong anh hãy cứu em tôi trong cảnh tình này. Nó thật sự yêu anh nên hy vọng đợi chờ. Hạnh sợ rằng Kiều sẽ chết đi nếu biết được người hại nó không phải là anh. Thế nên Hạnh khẩn khoản yêu cầu anh chấp nhận đến với em tôi. Đừng Hạnh ơi, đừng để cảnh trái ngang này mãi kéo dài trong sự lừa dối nhau. Tôi không...
lòng tôi sao trước trắng trong. Nếu không yêu em Kiều thì mong anh thương hại, hãy giang tay cứu một mạng người. Dẫu phải chết đi tôi cũng không thể nào làm một điều trái đạo vô nhân. Tâm ơi, nếu cần tôi quỳ xuống lại anh để cứu em tôi thì tôi sẵn sàng dâng chiều. Anh có biết đâu mấy ngày nay Kiều cứ ra vào trong đời và luôn gọi tên anh trong giấc ngủ mơ màng. Trên đôi mắt dễ thương lại có dòng lệ hơi hàng. Tôi biết rằng em tôi đang khóc, nhưng không hiểu nó khóc bụi tao phùng hay khóc chia ly. Bất giác tôi chắp tay khẩn nguyện trời cao phù hộ cho nó được duyên ngư phần đẹp. Tâm ơi, anh hãy nói đi lời chấp nhận là kể từ đây anh sẽ yêu Kiều. Được, vì tôi không thể đối xử với người yêu tôi bằng lòng thương hại. Hơn nữa, trời ơi, tôi biết phải nói như thế nào để hạnh hiểu được tâm lòng tôi. Anh Tâm, chẳng lẽ anh lại lạnh lùng đến thế hay sao? Lẽ nào anh có thể dẫn dưng với một người con gái đã yêu anh chân thành sâu đậm hay sao? Trong khi anh chưa có người yêu thì lý do nào anh không thể cùng em tôi kết hợp? Chẳng lẽ trái tim anh không biết rung động bởi tình yêu thương lời cầu gân? Nói đi anh, tại sao anh im lặng? Tại sao anh quá đỗi vô tình? Do tôi vô tình hay lỗi nơi anh không hiểu, trong tim tôi đang đầy ắp một tình yêu. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thổ lộ, giờ trước cảnh ngộ này không thể lặng thinh. Hạnh chưa lần nào nghe anh nói về người yêu của anh, chưa thấy anh có bạn gái. Hạnh đoán là anh chưa... Hạnh không phải là bạn gái của tôi sao? Ý Hạnh muốn đề cập đến người bạn gái thân thiết, chứ không phải người bạn bình thường. Đối với tôi, Hạnh không phải là người bình thường. Anh Tâm, Hạnh, anh không phải vô tình, không rung động bởi tình yêu. Trái lại, anh đã yêu, đã rung động. Hạnh trách anh lạnh lùng dửng dưng, nhưng Hạnh, chính Hạnh mới là người dửng dưng lạnh lùng. Hạnh ơi, em có hiểu cho anh không? Em có biết anh yêu em lắm không? Anh Tâm, trả lời anh đi. Hạnh có yêu anh không? Trả lời đi. Em thế nào? Không, không được. Hạnh không được yêu anh. Tại sao lại không được? Tại sao vậy Hạnh? Tại sao vậy? Em phải biết nói sao đây? Trong giây phút này lòng thấu nhau
đang ngóng chờ, ngóng chờ tin anh. Hạnh, anh đừng nói gì hết. Chuyện vừa rồi anh nên quên đi. Hạnh, anh Tâm, chúng ta không thể yêu nhau được đâu. Anh hãy hiểu cho em, hãy hiểu cho em. Kìa, Hạnh, Hạnh. Ủa, cô nào vừa chạy ra có vẻ hấp tấp quá vậy Tâm? Dạ, bạn của cháu. Bộ bay đuổi nó hay sao, nó chạy bán sống bán chết vậy? Dạ, bạn bè với nhau làm gì có chuyện đó. Cô thấy con nhỏ đó nó cũng đẹp đứa quá chứ. Mẹ bay không còn nữa, thôi thì bay cũng cần nên có vợ cho rồi, để nhà cửa khỏi hoành hiu. Con nghèo quá, con chưa dám tính đến chuyện đó cô à. À, hôm nay hình như là cô có rảnh phải không? Ủa, sao bay biết? Thấy cô đến đây trông có vẻ thư thả quá, cho nên cháu đoán càng vậy mà. Thôi bay ơi, đã là bác sĩ, ráng mà giữ nghề, chuyển qua làm thầy bói, coi tướng nói càng. Đúng thì không nói làm chi, lỡ trật họ chê, bay đừng có mê. Cháu hỏi cô như vậy là muốn nhờ cô một việc, chứ có bói toán gì đâu. Bây giờ nhờ chuyện chi? Cái chuyện mà hôm cô đưa mẹ cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, cô hứa sẽ nói cho cháu nghe đó. À, về chuyện ba cô bay đó hả? Dạ phải. Hôm đó cô nói nửa chừng rồi cô ngưng luôn hả? Tâm, không phải cô tiếc lời với bay mà không kể cho tròn câu chuyện, nhưng khổ một điều, mỗi khi nhắc đến những gì có liên quan tới mẹ cháu là nước mắt cô tuôn rơi. Từ tuổi xuân hồng đến lưng còng tóc trắng, chưa có ngày nào chị ấy nở trọn nụ cười tươi. Bởi thế cho đây 20 năm, cô gặp mẹ cháu làm vũ nữ cho một vũ trường giữa đất Sài Gòn bướm ong lơi lạ, vốn cùng cảnh nghèo, cùng quê hương xứ sở, đôi bạn xem nhau như quyết nhục thâm. Là vũ nữ nhưng cô và mẹ cháu luôn luôn giữ trong sạch cho mình. Đã có biết bao người cáo sáng quyền quý ngỏ ý trao lời cùng mẹ cháu nên duyên, vì sợ câu phận gái trung chuyên, sợ giữa chợ đời khách nói như cô, thì nguyên do nào mẹ cháu lại bằng lòng ở với ba? Và rồi cũng nguyên do nào cháu ra đời chỉ có mẹ là người bế bồng quản dưỡng, rồi đến ngày mẹ chết ba con cũng không thấy đến đi tiễn đưa nữa.
xưa, ba con là một thanh niên ngây buồn tư lự, mắt hướng xa xôi như nhung nhất điều gì. Con xóa nỗi đau riêng ba của con, tìm đến vô trường. Thế rồi hai tâm hồn gặp nhau luyến nhớ, và cái trinh nguyên đầu đời mẹ cháu đã hiến dâng. Những tưởng trên đường tình có bạn có đôi, cùng nắm tay nhau vượt qua mưa to gió lớn. Nào hay đâu khổ thân người con gái, khi có mang rồi thì chàng cũng ra đi. Trời ơi, có lẽ giờ phút đó mẹ cháu vô cùng đau khổ. Tuy vậy, nỗi khổ đau và tuyệt vọng không làm cho tinh thần của mẹ cháu sụp đổ. Mẹ cháu biết trách nhiệm với bào thai, nên nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đương đầu với cuộc sống. Tấm hình này ba cháu chụp chung với mẹ cháu và cô. Nếu cháu chưa biết mặt ba cháu thì đây nè. Anh Tâm. À kìa, bác Kiều. Thật là bất ngờ. Mời bác và Kiều ngồi. Dạ. Tưởng nhà anh khó tìm lắm chứ ai nhà dễ ợt hả? Anh Tâm ơi, sao anh không đến thăm em vậy? Tôi... Thưa bác, đây là người bạn của mẹ cháu. Chị, hình như chị là tôi nhớ ra anh rồi. Chị là Nguyệt khỏe không? Té ra bác và cô đã biết nhau từ trước à. Anh Vinh, anh biết nhà này là của ai không? À... anh nhận ra người trong tấm hình kia chứ? Lan, Lan phải không? Bác biết mẹ cháu à? Tâm, ông đây biết quá rõ về mẹ cháu. Qua mấy lời đối đáp vừa rồi, cô muốn cháu suy nghĩ ra xem ông đây là ai, liên hệ như thế nào với mẹ cháu ngày xưa. Không biết phải trả lời sao, nhưng cháu có linh cảm rằng đây là câu hỏi không bình thường, và lòng cháu rất hoang mang. Chị Nguyệt ơi, sự thật thế này sao, tôi đang bấn loạn tinh thần. Chẳng lẽ đây là nhân quả trong đời mà ngày trước tôi đã gieo? Ba, sao ba nói chuyện đâu đâu khiến con chưa hiểu gì? Xin ba nói rõ ràng cho con tường căn nguyên. Cô Nguyệt ơi, có phải bác nhìn đây với cháu là phụ tử thâm tình mà từ lâu cháu ước quyền sẽ có ngày gặp gỡ? Sự thật chua cay. Lan ơi, hồn em còn phảng phất đâu đây, xin hãy chứng giám cho anh. Anh không phải là kẻ vong thề bội nghĩa. Bởi anh có ngờ đâu sao chung chăn gối, em đã để lại cho anh một giọt máu trong đời. Cất
tiếng gọi tên em mà anh ngày xưa vì mang trong lòng cơn đau tình ái, anh đến vũ trường để tìm giây phút vui tươi. Cứ ngỡ em là kẻ bán thân buông ngưng, nên anh đến với em bằng tình thương dây mượn. Có ngờ đâu em thủy chung trọn vẹn, giữ mãi trong đầu mà anh không hay không. Mình đã mang thai và anh thì ra đi biệt dạng, chị Lan âm thầm bỏ nghề vũ nữ, tảo tần buôn bán nuôi dưỡng thai nhi. Đến nay thằng Tâm đã là bác sĩ, anh thử tưởng tượng đi, chị ấy khó nhọc đến giường nào. Lan ơi, trước bàn thờ của em anh quỳ xuống đây cúi lại một vậy mà ngày em xuôi tay nhắm mắt, anh vẫn vô tình không một bước tiện nữa em. Tâm ơi, ba có lỗi với con, nhìn mắt con mà ba đây vô cùng hổ thẹn. Nay nước về nguồn lá rơi về cội, và đang đợi chờ tiếng con gọi ba. Tâm ơi, con hiểu cho ba, trước khi đến với má con, ba đã yêu một người con gái khác. Người con gái đó vì sự ép buộc của gia đình nên phải du quy. Sau này gặp lại do tình cũ nghĩa xưa, nên ba cùng người xưa nên duyên nối lại. Do đó ba mới bỏ mẹ con cho đến ngày nay. Ba ơi, con chết mất. Kiều, con không thể nào sống được với cảnh trạng này đâu. Tâm ơi, nay đã rõ ra rồi, anh là anh của em, một người anh cùng cha khác mẹ. Trời ơi, vậy mà anh đã gây ra điều tác tệ để bây giờ nghe khổ nghe đau. Kiều ơi, hãy tin anh, đối với em lòng anh luôn thanh cao trong trăng. Vậy chứ ai đã tạo ra điều nhục nhã? Kiều, chân giả sau này chắc được nghi phân minh. Bà ơi, Kiều. Bà ơi, con mệt quá. Bà cứu. Tâm ơi, em của con à. Hãy đưa em Kiều đi nhà thương ngay, kẻo không còn kịp nữa. Cô coi chừng nhà giùm cháu.